Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Hào Quang đây. Thì như anh em thấy đấy, đấy. Trận bữa đấy do team mình dân chơi quá thành ra là bé hết rồi anh em ạ. Đấy. Và team ngày hôm nay thì mình có ghép được mấy cái thằng bút gây tê đây. Đó. Không hiểu sao nữa anh em. Chắc trận này cũng chỉ chấp. Ôi mày xong rồi, mình quả hết phân bên ngay thành hòm anh em ạ. Thì mình cũng có lăng video định nhớ mọi người ạ. Đấy thì hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho mình. Thì hiện tại trên kênh mình cũng có khá là ít view thôi mọi người ạ, nên là mọi người xem nhớ like cũng như là chia sẻ giúp mình nhá. Thì mình rất là hy vọng ở mọi người thôi. Thì đến trận đấu ngày hôm nay thì sẽ là một trận đấu đó chính là chơi tử chiến, đeo danh tử chiến người nhá. Rồi thì bên tem các bạn thì có bút gây tê này, cun này, mèo xinh này, khắp vựa này đấy. Còn tem mình thì có mấy cái ông gì đây, mình này, Kuka Min này đấy, để kiểu luôn. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ tập trung vào trận đấu và mình sẽ lấy lại thế trận thôi. Được. Mẹ nó kéo đâu giờ. Thôi anh em ạ, em hơi bị gà đấy mọi người ạ. Chơi kiểu này không được rồi. Giờ phải chơi làng hoàng thôi. Mình cũng ghép gặp dân chơi cho nên là mình chơi cũng rất là khó mọi người ạ. Đấy. Trận đấu ngày hôm nay là trận đấu đỉnh cao. Và ngày hôm nay thằng Quang sẽ đánh tem bằng mọi giá, bằng mọi cách. Ta đi mod thôi, đi mod thôi mọi người ạ. Đi ra đằng sau cho nó sấy bổ mạng thân luôn. What? Sao mình đi lúc nào cũng ăn lạt thế nhở? Trời ơi, gánh con cá. Em bạn là dân chơi quá thành ra ăn lạp vào lầu thôi anh em ạ. Đi đi xong rồi kiếm vựa ông này, ông chơi từ rồ này. Trời ơi em ạ, quỷ. Giờ là mình được phải tên lại đây. Đấy. Cái thực sự. Rồi rồi. Chắc là lại phải chơi lại nữa rồi anh em ạ. Đấy. Sợ. Đây rồi, đây rồi. Tưởng mất thêm người nữa anh em ạ. Chơi lắc khổ rồi còn lại phải như thế này nữa. Bây giờ xem này, tôi sẽ đi one shot cho mọi người xem. Để xem tem bạn có chịu được hay không nữa. Rồi chắc là mình lại phải chơi ra lại vào đầu thôi. Ây da, dân chơi anh em ơi. Nó định one shot mình nhưng mà không thành công nhiều. Thế bạn hay bị căng đấy, nhưng mà lại knock 2 rồi. Đâu rồi nhỉ? Vừa nãy dân chơi bắn ra lạ thế kia mà bây giờ dân chơi lại thích mót đằng sau nữa. Trời ơi, bắn nó. Thằng kia nó đợi chơi one shot này kìa. Trời ơi là trời. Thua nhục thế chứ đi.
Rồi rồi, chưa kêu này ta lại về kêu khác anh em ạ. Đây, mà có thua đâu mà phải về kêu khác anh em nhỉ. Đó. Rồi không có nhiều nữa, tiếp tục đến với trận đấu kinh khủng ấy. Và một màn gáy to của anh Quang ơi. Thì team mình cũng là con rồ đấy anh em ạ. Đấy, nhưng mà mình nghĩ vẫn sẽ thua cho nó thôi, tại vì là what the hell, mẹ cho nó chơi kiểu vắn ra lạ vào lầu ấy anh em ạ. Đấy. Từ từ chắc là mình lên nhà đi xem đồng đội thôi. Để đồng đội mình cháy hết trơn rồi. Thằng lồng lộ mắt để đấy mà mắt để mà dịch bao mẹ lại quấn máu kìa, như cho nó lên thì phải anh em mà cẩn thận nhá. Lát. Hay mẹ. Rồi thì như anh em xem ấy, đấy thì mình đang bị gáy đúng không đấy. Bây giờ hôm nay mình sẽ chia sẻ mẹo để chiến thắng trong khi gặp dân chơi nhá. Gặp dân chơi kiểu gì mình thắng anh em ạ. Đấy. Chơi mẹo vì với chúng nó thì chúng nó chả thua ấy. Lại nốc mua để tem mình hay bị gá nhỉ. Trời ơi bạn ơi. Nó one shot mình nè. One shot làm sao được. Và như anh em xem rồi đấy, hiện tại team mình đang mày thì không nốc mà giết anh em tao còn không giết hả. Những ông này lăng chấp nên là mình cũng phải chơi nhẹ nhàng tình cảm anh em ạ. Đấy, may như anh em xem vấn đấy thì anh em cơ học hỏi mình nha. Đấy, mình vậy là mình thắng thành 2-1 rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ đi nấp nha. Trời ơi, gì đâu, dân chơi quá anh em ạ. Bọn mình tới vắn sao nổi cho nó nha. What? Nó chúng nó thôi, kiểu gì cũng thắng rồi anh em ạ. Đấy, vần đấy không hiểu sao nó lag quá anh em ạ. Thành ra là mình phải cắt video tí mọi người nhá. Rồi, thì danh mình cũng sắp lên rồi thì mình cũng làm clip tử chiến cho mọi người xem. Rồi mấy dân chơi nhảy đi đâu thích kia. Gỡ ra lạn đập vào lầu thôi anh em ạ. Đấy, mình chắc chơi kiểu đấy. Mà tem địch cũng rất là mạnh rồi, cho nên là phải cẩn thận với chúng nó. Thổi đầu phát được. Rồi dân chơi đấy làm sao.
Thế là mình cũng ra là chưa đem lịch cũng là cố gắng lật lại tình thế, nhưng chắc chắn là mình không cho chúng nó lật lại được đấy. Đấy kiểu gì cũng thế anh em, sắp victory rồi thì giết người thôi. Cuối nó ở đây này. Thì mình cũng nói thêm một điều nữa là mình có một cái quân loan ấy, thành ra là mọi người nếu muốn vào quân loan mình thì mọi người cứ vào nhá. Thì quân loan mình là quân loan bình thường thôi, chơi rất là bình thường thôi. Thì quân loan mình là một quân loan nhỏ ấy nên là mọi người thông cảm nha. Đây thì quân loan của mình có ID là 10179068, thì mọi người cứ vào nha. Đấy, thành viên thì cũng ít người thôi mọi người ạ. Đấy. Chỉ có thế này thôi anh em thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người nha.